Vẽ một nhân vật trong Thám tử Selovy, bạn có đoán được đây là ai không? Đây là một chàng trai mạnh mẽ, gan dạ và là một nhân tố quan trọng giúp Selovy phá nhiều vụ án. Nhưng đáng tiếc là trong một vụ án quan trọng, anh ấy không hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình khi đã để ông trùm trốn thoát nên đã phải cạo đầu vào chùa. Bạn có biết anh ấy là ai không? Để lại bình luận cho mình biết đấy nha.